Cao huyết áp là gì? Hoàng Sơn xin chào bà con. Cao huyết áp hay còn gọi là tăng huyết áp là quá trình máu lưu thông liên tục với áp lực tăng, có thể kéo dài thì ảnh hưởng đến suy tim hoặc là đột quỵ hay tai biến mạch máu não. Mà ngoài ra nó còn sẽ tạo ra biến chứng rất là nhiều bệnh nguy hiểm đối với cơ thể. Thì hiện tại Việt Nam mình cái bệnh tăng huyết áp càng ngày càng trẻ quá, cứ trung bình 5 người trưởng thành là sẽ có một người bị bệnh cao huyết áp. Chính vì vậy chúng ta nên kiểm tra sức khỏe định kỳ ha. Còn nếu mà người nào đã có triệu chứng bệnh cao huyết áp rồi thì chúng ta nên theo dõi huyết áp thường xuyên mỗi ngày, hoặc là có thuốc để điều trị theo dõi, hoặc là chúng ta nên kiểm tra ở nhà để mà điều chỉnh chế độ ăn uống và thuốc men cho phù hợp nha. Còn nếu mà bệnh mình không có thuyên giảm thì nên đi bác sĩ. Hoàng Sơn chia sẻ vài thông tin cùng cả nhà. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe, và cả nhà mình có thể xem thêm các video cách lựa chọn thiết bị y tế và cách sử dụng thiết bị y tế tại nhà để chăm sóc sức khỏe mình nha.